À cháu ơi, à, thử xe cho kỹ để chú mua chiếc đó nha. Ồ đã quá. Quay 360 độ coi cháu. À cái cần này nó để làm cái gì vậy? Nó vàng khe vậy. À hả? Cắt côn à? Tivi cờ sờ là cái gì đó? Tivi cờ sờ. Cháu quay 360 độ qua bên kia cho chú xem được không? Ý là cháu chạy vòng qua như vậy lại được không? Làm cho kỹ để chú mua nha, không mua có chửi không? Đâu? À bóp nhẹ vậy hả? Bóp là nó tự qua mà. À, biết sao không? Để chú coi thử xem bóp cái con nó ra sao phải không? À rồi đâu, bây giờ cháu bóp thử con ngược lại thử coi nó có êm không. Ô dạ, ngon dữ ta. À, quá chất à. Con này giờ bán nhiêu cháu? Con này phải 50 củ. Hả? Không có trả góp không? Hả? Thế cháu có thể nói không trả góp giùm chú được không? Tại vì chú có 2 triệu à. Trả trước 2 triệu được không? Hả? Cái này em ru qua nó nhanh nữa được không? Ồ nhanh quá, nhanh quá, nhanh quá. À, nhanh ha. Tắt máy rồi. Máy nổ ra thì à. Ủa cái cần này là cái gì đây? Số đúp. Hả? Số đúp nhanh chậm, con rùa con thỏ. À. Nó may là con này nó mới tới 8 số tới, 4 cái dây lần. Cái này mà giờ mình đánh bát lên ha. Dạ không, mình cái địa vậy đẹp rồi. Hả? Để y vậy hả? Mới quá người ta kêu là sao mới quá sơn à. Lại. À, sơn lại. Cái này sơn không à, mới vậy ta. Pin hết. Có sơn bên Nhật hả? Dạ, bao phần lại cho không luôn. Ồ, máy này nó nhẹ tan ha. Ha. Nó nhẹ. Giờ chú có 2 triệu giờ kêu anh Vũ cho chú trả góp được không? Cho chú anh Vũ. Hả? Chú có anh Vũ. À. Cái này cỡ mười mấy triệu hả? Con này từ cái mới từ bảy màu hết luôn. À. Dây còn bảy màu. À. Dây vẫn bảy màu. Đâu dây chú thấy có màu đen với mấy không? Đó không, cái bát nhẹ hết. À vậy hả? À. Yeah. Sao cái xe này sơn nhiều màu vậy ta? Hai màu chưa chú, màu xanh với màu cam vậy. Cháu nói sao với màu xám nè, màu trắng nè, màu cam nè, đúng không? Màu bạc nè. Cháu ơi, có biết cái chữ cái TV cờ sờ này là gì không cháu?
cái xe này giờ mua về chỉ có chạy thôi chứ đâu có nặng rất là tới thôi. Đâu có sửa chữa gì đâu hả? Mấy nút gì đó. Con. Ô, nó còn chất dữ vậy ta. Ở đây cũng chế nhớt rồi hả? À vậy hả? Ở đây là mình ở thành phố Long Khánh đúng không? Đâu coi coi. Cái mà cái số điện thoại này nè. Ý là cái này là bây giờ mình gọi vô đây là của ông Vũ hả? Dạ chủ. Còn đây là của ai? Điện thoại bàn. Điện thoại bàn hả? Còn đây. Đây, nông cơ Vũ Văn Bự nè. À điện thoại bàn đó luôn hả? Nông cơ Vũ Văn Bự ngã ba Bình Lộc của Heo, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai. À. Tâm cho số luôn. Hả? Tâm cho số luôn. Sao? Tâm cho số lại luôn. À. Cái này là để nó ráp cái gì ta? Này có quả tạ đi ha. Hả? À ráp cái cản hả? Con này quá đẹp. Quá đẹp luôn, con này quá đẹp luôn. Mấy cái lò xo đồ này nó có cao su bảo vệ đồ vẫn còn ha. Ô cái cốt của nó sáng giới vậy không? Cốt còn bảy màu. Ờ. À. Không có chảy rỉ miếng nhớt luôn ha. Dạ. Nè, không rỉ miếng nhớt luôn nè. Bên kia cũng vậy kìa. Mọi lo đây bán hàng là bao hết đạn Z. À, nước. Nước xanh, nước xanh luôn. Bên đó luôn. Còn nước xanh luôn. Dầu có xanh không? Tùy dầu. Bên Nhật là dầu tùy theo dầu thôi. Vô quá. Nhật dầu của Nhật luôn hả? Dạ. Là mang về là nó vẫn còn để dầu vậy. Đúng Việt rồi. Nam mình nó hút sạch hết rồi. Nó bán hút hết rồi. Nắp còn sang chân nha. Không có đèn nữa ta. À có. Cái này nó sơn lên ha. Không sơn. Nhớ đây sơn rồi. Biết rồi, biết rồi. Ý là đây mấy tem đồ này vẫn còn hết ha. Cái vỏ này vỏ mấy ra? Vỏ 62. 62 à, 62 bê tôn đàng hoàng. Mà vỏ không nứt không vậy ha. Cái vàng này cơ bản vàng gì cháu à? Ca. Hả? K mấy? KRA 65 hả? Máy 7 ngựa. KRA 65. Máy là 7 ngựa. Cái này cỡ mười mấy triệu hả? Dạ, nguyên com lê đó về. Là nó bọc vậy luôn. Com lê như dây mà mang về thì thôi chứ. Tuyệt vời quá. Mà có điều cái giờ chú còn có 2 triệu à. Kêu trả góp à, hay là để dành đủ tiền ra bán? Đủ tiền ra bán chú. Bán rồi họ mua mắc sao? Mua mắt có vàng mới chứ, có vàng khác chứ. Dạ có. Đầy mà. Ủa EA7 hả? Dạ. Nhiều. KRA65. A cái máy EA7. Động cơ 7 6,5 ngựa. Đúng rồi. 2500 RTUR đến 2650 RTUR là cao nhất. Ừ. Rồi, khỏi được rồi. Để chú có gì chú hỏi coi có bán trả góp cho chú không? Một tháng chú trả 500. Còn nếu không được thì chú đăng lên YouTube nha. Có ai mua thì bán nha. Rồi.